Maybe là các bạn thì 8 tháng 8 này mới 9 tháng 6 là 8 tháng 8, ok. Mình đi làm cái bàn này. Mình phát hiện ra một hot của tầm là phải có cái biển clear. Bây giờ tôi đi mua cái biển clear. Cái này là một cái phân đoạn thêm thôi, chắc phải tính được nhiều. Ví dụ như cái đoạn này chính rồi. Để vui để thêm cái phần khác. Dạy và nó đi chở. Đi đâu mà đi chết hết á. Má đi 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 đi. これ何だ?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 これ
Đây là chuối chiên gia khánh. Còn đây là bánh bao nhân trứng sữa. Đây là đậu nành. Đây là bún thịt nướng. Còn đây là bún xào. Ok. Chào các bạn. Tụi mình đang trên đường đi tu. Trước khi đi tu thì tụi mình ăn bún mắm. Ăn bún mắm. Dạ, tí mình sẽ review cái tô này cho các bạn. Tạm thời thì mình thấy một cục khổ qua chiên, một cục cà tím, một con tôm, một cục cá lóc. Cái cục này là như khổ qua ớt ớt nhét thịt đó. Với lại thịt ba chỉ đấy. Từ vị trí của mình tới là bằng 18 cây hả? Sao từ đây nắng? Nước đậm nha. Khi ta lộn sao 52 phút 54 cây à quên. Nhầm. Sorry. Sốc. Không mà 25 cây mà chỉ là nó rất là do cái đường á. Nó chạy tới chùa Hoàng Pháp rồi. Nó siêu bích. Nó đốt kiều. Các bạn có thể thấy cái đom nó rất là bự. Mà grab lòng là cái chỗ ngủ đăng ký nó đã hết. Tụi mình biết không biết luôn. Nó nhiều hội trường lắm. Thầy mình sẽ chuyển á. Mình đang ở trong cái mặt trong của trường nè. Ở đằng trước là cái gì? Cái bộ này cái chùa nè.
trên kia nó có cả thang máy nữa. Thấy nước rồi, nó thấy bình nước rồi. Hello các bạn, sau khi lên lỏi vô mình đã vô được cái này và cái này. Đó, lia kia. Các bạn thấy chữ nhà bếp không? Trong đó là một ụ mì tôm và một ụ ổi, một ụ chuối. Các bạn ơi, mình sau khi đi phượt chùa Hoàng Pháp không thành công thì tụi mình về ít trái cây dầm. Mi thấy nó đã có dầm gì đâu nhiêu, nó là khách ra mà. Ok thôi tụi mi ăn đây, sad sad. Ngày mới nha. Trang nha, Trang mới đẻ nha. Ok nha, thực ra 1 giờ Trang mới đẻ nha. 1 giờ Trang chưa đẻ hả? Yeah, giờ Trang còn trong bụng. Ok, cảm ơn các bạn nha. Ôi, mình kêu là mình thèm popcorn. Và anh Lê đã đặt cho mình 3 hộp popcorn. Mình thấy rất ngọt. Rất ngọt, mày rất. Cảm ơn anh Lê nha. The night of my birthday, I eat popcorn. Rất 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 ngọt. Bất cảm ơn rồi hả? So sweet. Love sweet. Bạn ơi, thực ra là có 3 loại corn lận. Sau đây mình review 2 loại con bạn. Loại thứ 2 là loại caramel. Chắc mình review xong mình sẽ bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Đây, loại thứ 2 là loại caramel. Thì những cái loại này là loại bơ đường nữa. Đó, nó cứng. Nó không bị hơi ngọt xuống, đắng xuống. Mệt quá. Trong này là 3 củ popcorn, nhân phô mai, nhân caramel và nhân bơ đường mình đã đổ hết vào một cái tô. Nó bự như vậy, nãy giờ mình ăn rất nhiều rồi á. Đó, cái đống này mình nghĩ là sẽ ăn với ai đó mới hết. Phải ăn rất quá tiền. Mình ăn hãy được phê, mình thấy vị phô mai khá là ướt nha. Phô mai nó có 1 gram. Cái con vị nào cũng ướt hết trơn á. Nhưng mà ít đường có phải ít mập không? Ít phê lọt. Cảm ơn anh Lê nha. Chúc mừng sinh nhật với lại popcorn. Chào các bạn, mình lại ăn phở gói bắp xú với lại thịt lá mình và một cái trứng nữa. Ok, đừng lưu anh cho gió. Xin chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 6. Chuyện vừa nói xong. Tụi mình ăn bánh bột lọc của Vi mang từ Huế. Okay. Cái gì của tao mà mày? Ủa, bánh là phải của Vi mang từ Huế về. Không phải của chị. Chị biết nào? Của mình mới mua quê. Không phải bạn quen từ Nha Trang vô hả? Không. Ủa cái bánh này đi mua? Ừ. Thật bất ngờ. Ok, cảm ơn Tèo nhá. Cái gì nhắm cái gì? Mình cứ tưởng là cổ xíu mang về nhá. Sốc nha. Ok, mình sẽ review cái bánh này. Chắc bánh này được sản xuất từ Huế và mang vô Sài Gòn bán. Wow, bạn xịn hơn cái bánh ở Huế luôn á. Bánh ở Huế mình ăn rồi, nó nhỏ xíu à. Nhưng mà coi thử để coi thử. Phải đít vô nè. Bọc hai bánh này ăn đủ không? Mắm giống mắm chấm xoài. Thì ra là bạn thèm bánh này. Mình đêm mình sẽ mua cho bạn. Mình thích bánh bột lọc với lại bánh nặng. Bánh là dịp tiết á. Bánh bánh nặng đúng không? Đúng. Mình không thích bánh nó cho lắm. Mình thích bánh tơ già. Cái bánh này thôi. Cái bánh này như vậy luôn mà nó tròn. Nó hình như vậy. Nó hình nửa vòng tròn. À đúng rồi, mình thích bánh đó. Tại mình thấy là bánh nhầm nên mình thích. Cảm ơn Tèo nha. Chân thành cảm ơn bạn Tèo vì bữa cơm hôm nay. Canh rau bồng tơi. Gì? Thịt tâm. Gà kho xả ớt Nha Trang. Cá. Cái gì đó, cái gì quên người ta. Cái
không cái âm nhạc xíu là cá bạch, có thu hay sao, không có chù, cá chù biển đông chiên. Và đây là đầu bếp. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn bạn nha, ăn thôi. Hôm nay mình sẽ review đồ đồ pizza. À, đây là cái hình của con chim. Đây là con chim đồ đồ. Một ly coffee của Dodo Pizza. Nhà bếp sẽ... Các bạn ơi, status A Hiền đã hoàn thành. Mình xin review cái đầu tiên là cái bánh này, tên là bánh pizza 4 cheese vừa 25 xăng. Đây là sốt chấm viền. Là viền cũng không nè. Và đây là honey mật ong. Yêu honey mật ong là sốt chấm viền. Chấm viền này gì có chỗ sốt viền chấm viền này. Này mình thấy khá là giòn mỏng. Ừ. Và cái cái chính hôm nay chính là cái này tên là gì, pizza dodo đặc biệt. Đây chính là cái dodo đặc biệt, mình thấy là cái viền mình nó có xúc xích và cheese các loại, nó cho mình ăn chứ mình mới biết. Ok, và đây cũng là sốt chấm viền luôn. Ok, đây là toàn bộ set. Cái dodo đặc biệt trước. Để đổ lát một cái đôi đặc biệt. Ừ. Có vị phô mai nó mặn, còn nó mặn xuống. Mình thấy cái này là dăm bông. Cái này là cái chất dăm bông mặn nha. Cái chất da nè. Để mình chấm thử cái sốt màu trắng. Có này lạ nè. Cái sốt màu trắng này là để chấm gì? Anh nói là phải chấm này, mình nhất định phải chấm cái sốt này. Đầu nó thương lên. Nó đến không giọng lắm. Mà nó mỏng. Không bao giờ. À. Cái đầu phụ. Mình nhắm mật ong, mình thấy nó ngọt. Thấy nó hơi quê nhưng mà tôi cũng ăn. Đây là cắn còn cái viền này hả? Mật ong siêu ngọt. Mình nói luôn. Cái cạnh ăn được lại thôi. Đây là miếng cheese. Đưa mày đi, mày ngon. Cái này có sốt. Có sốt màu đỏ. Nào kêu cái nào có cái gì trên trên. Tại chị nó kêu là best seller. Tiếp tục với miếng lại pizza số 2. Cheese 4 loại. Để thử original trước. Lớp cheese trên siêu dày luôn. Còn phô mai à? Ăn nó có thịt hơn. Cái này là mình ăn nhiều chi. Nhiều tôm rồi. Như vậy không bao mực rồi. Cái này chấm mặt ông. Không thấy không hợp nữa. Làm ăn mặn chấm mặt ông rồi. Đây là mình đi tô ớt ghép chua. Nhiều loại bánh nhưng mà mình cũng không có bánh hú sĩ đâu. Ew. Nói chung mình sẽ pick something from Toa Sled Shore. Một đống bánh của Toa Sled Shore về. Đây là cái con ship anh đem mua cho mình. Cái này là bánh mì bơ sữa. Cái này là bánh quả cam. Cái này là bánh mì hoa cúc. Và đây là bánh mini chip foam. Don't know. Ôi trời ơi, đóng đi chắc mình ăn loài bản hỏng. Các bạn, sau đây mình sẽ review cái bánh số 1 là bánh gì đó, bánh sữa tươi. Wow, thật tuyệt cái bài hát. Bạn tèo nó vậy ăn thôi. Yeah, rồi. Mình sẽ khứ một cục ra. Có.
em luyện tập thành người của gia đình. Đây. Okay, it's delivered. Bạn như vậy. So cute. Tiểu nó vậy ăn thôi. Đây mình đầu tiên thì mình cảm nhận nó xốp xốp. Mình sinh nhật của bạn Trang không? Hả? Nó xốp xốp. Đúng rồi. Ừ. Nó có vị hơn. Ừ. Nó vị nó đậm không? Có vị nó đậm, chứ vị nó đậm thôi. Sao mà hư được bạn? Nó mới nướng hôm qua. Nhưng mà cái vị mì sữa của nó weird hả? Nhưng mà kết cấu của nó được. Các bạn nha. Sau đây mình sẽ bếp review lại bánh mì số 2 là bánh mì hoài cúc. But it's sure. Mình chỉ review thôi nha, vì mình ăn bánh mì kia mình no luôn. Mình khó nhớ, mình không nhớ tên là bitch gì á. Thử gửi một thớ. Đầu tiên là vì em thích biển cho nên em muốn làm một cái nhà hàng hải sản, cho nên em muốn làm cái nhà hàng nào đó về hải sản mà có hơi hướng của biển. Và năm 1955 tại Vịnh Cam Ranh, tại lúc bấy giờ thì nó đã rất là nổi tiếng rồi. Sau khi chuyển vào Sài Gòn vào năm 1990 thì đã trở thành một thương hiệu rất nổi tiếng trong thời gian bấy giờ. Và sau khi mà có hai chi nhánh thì tới năm 2020 là anh tràn đầy cảm xúc. Dạ, còn mặt bằng hiện trạng chọn là The Coffee House ở Xuân Thủy, Thể Điền, quận 2. Thì... dạ, tại... Coffee House. Dạ, em thích cái phần trong của cái mặt bằng này. Dạ. Em sẽ review bánh mì hoa cúc cho tụi mình. Nó có nhân... nho. Nho phải trên cái hành nhân. Ừ, có nho đen nữa. Không biết sao mình thấy nó có vị kẹp gì. Ừ. Nó giống một cái kem thực sự. Ừ, trong cái kem thôi. Để mình... ui. À, nó có vị cam thật. Nè, bạn thử cái vàng vàng đỏ đỏ của nó đi. Mẹ. Ok, sau đây mình sẽ bẻ nó ra nha. Ngọt quá vậy. Yêu. Không bị cho mình nửa miếng đó. Mình với bạn ăn một nửa miếng đó. Ở giữa nó có nhân nha. Ô, nhân cam. Siêu mềm. Nhân thật. Vị cam rất là đậm. Chua. Rất chua. Rất béo. Rất là cam. Như vị lúc đầu tiên là hơi chua. Xong rồi nhai động lại là bị béo. Nhưng mà không bị ngậy, không bị ngấy. Béo mà kiểu nhẹ nhẹ. Nói chung là ngon. Cái vỏ cam ngoài cũng ngon. Nó rất ngọt. Cái vỏ ngoài như là đường á. Nói chung nhân rất là nhiều nha. Có bánh quả dứa nữa. Quả dứa xinh lắm. Không. Không mua, mua bánh quả cam. Các bạn ơi, sau quá trình mình nghĩ tới nghĩ lui rất là lâu, phân vân do dự chần chừ ABCXYZ, thì chiều hôm nay mình đã ra một quyết định. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2022. Maybe là 2 năm 9 tháng mình nuôi con heo này. Mình nuôi nó từ tháng 9 năm 2019. Ok, cho nên bây giờ mình sẽ đập em ấy. Maybe là mình để biết mục đích để mình đập em ấy là gì. Là gì? Bí mật. Ủa? Hello. Bây giờ mình đập sau đây. Thôi phải nói một chút đi. Mình đập sau đây ta. Tự nhiên thấy cậu em quá. Mình thôi đập sao? Đập thôi. Búa hả? Hay là đập nó xuống đất thì được rồi? Không. Làm như vậy hết. Anh tặng bánh. Cái chân còn nó nhẹ. Giữ nguyên hơn. Tôi muốn làm được cái lỗi. Vậy hả? Ok. Để mình lấy cái búa. Mình lấy cái búa. Ủa? Cái búa tới này. Cái này tôi có. Ok.
Ừ. Ok, mình gặp nha. Tạm biệt em. Mùi mới. Cái này cũng gần phút mình. Gặp thế này. Chị sẽ đập em từ một bên. Thì nó không bể thì đập chứ sao. Yêu, em ấy là chính thức bể. Ủa. Rồi nó bể, nó bể nguyên cái chân đế dưới. Ui, bể cái chân đế dưới này luôn. Yêu. Quả. Đây là tất cả tiền của em. Đây các bạn có thể thấy ban đầu mình. Đây các bạn có thể thấy là ban đầu mình nhét rất là nhiều tiền lẻ. Yêu. Ui. Cũng bộn nha, mình nhét hơi bị nhiều nha. Wow. Về sau mình đã bắt đầu nhét nhiều tiền chẳng hơn. Ok, thế là bé heo của mình đã chính thức khai tử. Ok, sau đây mình sẽ quay frame lapse đếm tiền. Nhờ các bạn thêm là toàn bộ số tiền mình vừa mới đập con heo yêu quý của mình ra. Đây là số tiền 2 năm 9 tháng mình nhét, dù nó không đều cho lắm nhưng mà mình nhét rất là irrational, ý là bất chợt bất thình lình, mình cũng chả biết, mình cũng chưa đếm được, mình nghĩ nó sẽ hơn 500.000 một xíu. Buổi sáng với 5 cái bánh xếp anh đu. Thì 5 cái dữ vậy? Cái. Mỗi người một cái thôi. Ai biết. Ớt hồn luôn á, ăn cái bánh bao còn ăn thêm 5 cái bánh. Cho các bạn coi mình có review bánh xếp anh đu. Mình không có nhu cầu chấm. Tí nước chấm sẽ đến nhé. Mình thấy cái vỏ của nó rất là đẹp. Chắc là bột mì mà không có vẻ là bột mì. Cái bột á là cái là cái nhân nào về cái nhân của nó rất là thành lẽ nha, nó không còn là ước mơ của mình nữa, thấy bình thường. Bữa ăn đi ra lò đẳng hậu cũng không thấy là ước mơ nữa, thấy bình thường. Đi ra Kobe hả? Không, ra Kobe chưa ăn. Mày cảm nhận như thế nào? Đâu chấm cho nó đâu có ngon, nó hết vị luôn. Đỡ. Nó cũng nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn các thể loại món quảng. Các thể loại món quảng. Đây là bún mắm nêm, tai heo. Đây là lam ốc. Đây là bò lá lốt. Đây là ba chiếc bánh xèo, ý bánh bèo. Đây là một cái bánh đập. Và đây là một ly nước. Nước khoai. Ok, let's eat. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.